hành đấy. Chúng nó vào đàn áp dân, bắn súng tơi bời, liếm đạn cay, súng bắn đàn áp vào dân, báo cáo đồng bào cả nước. Đấy, vào bắn súng đàn áp nhân dân đồng tâm. Bà con này quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đây, cháy cả cột điện đây. Đấy, không phải dập. Đấy, chúng nó bắn hết xung quanh cả trong làng. Nhân dân đồng tâm. Đấy, chúng nó vào đàn áp dân, bắn súng tơi bời, liếm đạn cay, súng bắn đàn áp vào dân, báo cáo đồng bào cả nước. Đấy, vào bắn súng đàn áp nhân dân đồng tâm. Bà con này quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đấy, cháy cả cột điện đây. Đấy, không phải dập. Đấy, chúng nó bắn hết xung quanh cả trong làng. Nhân dân đồng tâm. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, sau các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, chúng ta thấy việc tranh chấp đất ở Đồng Tâm đã có nổ súng vào lúc rạng sáng ngày hôm nay 9 tháng 1 năm 2020. Đã có súng nổ, đã có đổ máu và ít nhất 4 người bị thiệt mạng, trong đó có một người dân Đồng Tâm và 4 người thuộc lực lượng công an đến khu vực Đồng Tâm để cưỡng chế đất đai. Nhân chứng từ hiện trường cho hay có hàng ngàn cảnh sát cơ động đã đổ về Đồng Tâm, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội rạng sáng ngày 9 tháng 1 với súng và lựu đạn cay, trong khi người dân đáp trả bằng gạch đá và bom xăng. Cảnh sát đổ về trong đêm, trao đổi với phóng viên qua điện thoại sáng ngày 9 tháng 1, một phụ nữ yêu cầu không nêu danh tính lo sợ bị trả thù cho hay chị là dân Đồng Tâm đang ẩn nấp tại một nhà dân trong làng. Chị nói khoảng 3 giờ sáng hôm nay, rất đông người của chính quyền trong trang phục cảnh sát cơ động cầm theo gậy gộc, dùi cui, súng khiên đổ về làng. Theo thông tin mà dân làng chúng tôi được mật báo từ thì lần này có khoảng 8.000 người. Còn theo quan sát của chúng tôi thì rất đông đổ về các ngõ trong làng, trong xóm. Để xác minh thông tin, BBC tiếng Việt đã gọi điện đến số điện thoại di động của ông Nguyễn Đức Trung từng công khai qua báo chí. Tuy nhiên, ông Trung không nhấc máy. Trong khi đó, nhân chứng mô tả vụ việc với phóng viên rằng họ ném pháo sáng, bắn đạn hơi cay, chặn hết các ngõ ngách, đánh đập thâm tím mặt mày cả phụ nữ, người già, những người đi ra khuyên bảo họ. Trước khi tôi chạy đi được, tôi đã thấy họ khiêng đi một số thanh niên không biết sống chết ra sao. Phóng viên cố gắng liên hệ với ông Lê Đình Công, người thường đại diện cho người dân Đồng Tâm lên tiếng về vụ việc tranh chấp đất với chính quyền nhưng không liên lạc được. Gia đình ông Công gồm có vợ chồng cháu nội bị bắt, ông Công vẫn đang cố thủ. Tôi không rõ hiện giờ ông đã bị bắt hay chưa. Riêng cụ Kình, bố ông Công, thì gia đình đã đưa cụ đi giấu ở một chỗ khác từ mấy hôm trước. Nhân chứng ở Đồng Tâm nói với phóng viên rằng nhân chứng cũng lo hay là điện không có bị cắt và internet thì cũng đã bị cắt hoàn toàn từ nhiều ngày trước. Họ đánh úp chứ không hề đọc lệnh. Dân làng chúng tôi cũng chỉ nghe ngóng tin ngầm nên biết họ sẽ về, chứ không hề được tin chính quyền thông báo. Cách đây chục ngày thì xã bắt đầu phát loa cỡ lớn hàng ngày tuyên truyền trong xã rằng gia đình của ông Trần Đình Công, cụ Trần Đình Kình là những phần tử chống phá mua chuộc người dân để lấy tiền. Cả gia đình tôi và nông dân gia đình tôi cũng lên tiếng về vụ việc này từ lâu, nên tôi tin là họ sẽ không cho vợ chồng và ba con tôi có tương lai. Giờ tôi biết phải làm gì đây? Nhân chứng nói với phóng viên từ Đồng Tâm. Người dân đáp trả bằng gạch đá và bom xăng. Video mà nhân chứng cung cấp cho chúng tôi có được cho thấy cảnh trong đêm tối có cả đèn pha rọi ra từ một ngõ,
Có tiếng nổ trong video, giọng một người đàn ông nói với đồng bào cả nước rằng chúng nó đang vào đàn áp dân, súng bắn và lựu đạn cay ném vào dân. Nhân chứng cho chúng tôi hay rằng người dân đã đáp trả lực lượng cảnh sát bằng gạch đá, bom xăng, nhưng không lại vì họ quá đông và trang bị vũ khí. Dân làng chúng tôi vẫn chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn bị bất ngờ khi họ đổ về rạng sáng ngày hôm nay. Chúng tôi cũng chuẩn bị chiến đấu từ trước nhưng là dân nghèo, chúng tôi chỉ có gạch đá và bom xăng, còn họ thì có trang bị vũ trang đến tận răng, có lựu đạn, cay, súng, chúng tôi không thể nào chống cự lại họ được. Người phụ nữ cho biết nhà cụ Lê Đình Kình và ông Lê Đình Công đã bị nổ mìn làm sập tường hỏng nhà. Chị cũng nói với phóng viên rằng từ nơi ẩn nấp rằng chị đang rất lo lắng, buồn chán và căm hận cái chế độ này. Tôi không tin đảng, tin chính quyền, nhưng hiện thời tôi cũng không biết tin ai trong làng. Không biết ai là chính nghĩa, tôi không dám ra cũng không chạy được ra khỏi làng vì trong làng có rất nhiều chỉ điểm. Tôi không biết chồng và em chồng tính mạng ra sao, tôi đã đem con đi gửi từ trước nhưng cũng không dám gọi về nhiều vì sợ bị phát hiện. Cũng trong sáng 9 tháng 1, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương có live stream trên Facebook cá nhân từ hơn 4 giờ sáng tường thuật lại những gì xảy ra ở Đồng Tâm. Trong đó, anh Phương có trao đổi với một người được cho là người dân Đồng Tâm tường thuật lại vụ việc mà họ gọi là đàn áp này. Tuy nhiên, sau đó vài giờ đồng hồ có tin ông Trịnh Bá Phương đã bị lực lượng công an bắt đi. Trên Facebook cá nhân, em trai của ông Trịnh Bá Phương là Trịnh Bá Tư, sau đó tiếp tục live stream về tình hình Đồng Tâm. Ông Tư cho hay là con trai ông Lê Đình Cung bị bắn gãy tay, vợ chồng con trai ông sau đó bị bắt đi cùng với hai con nhỏ. Ông Tư cũng xác nhận anh trai là nhà hoạt động Trịnh Bá Phương đã bị công an quận Hà Đông đánh và bắt đi khoảng 6 giờ 20 sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, sau khi ông Phương live stream về tình hình Đồng Tâm. Tranh chấp đất đai của Đồng Tâm diễn ra cũng khá là lâu rồi, từ cách đây hàng chục ngày trên mạng xã hội lan truyền thông tin rằng cảnh sát sắp về đàn áp người dân Đồng Tâm. Một số nguồn tin trên mạng cho hay người dân Đồng Tâm đã bị cắt điện và Internet trong vài ngày trước. Vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm giữa người dân và chính quyền nổi lên từ năm 2016. Tháng 11 năm 2016, tranh chấp giữa người dân Đồng Tâm và chính quyền bắt đầu căng thẳng từ khi Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức căng dây khắp khu vực 59 hectare ở Tây Đồng Xanh, san gạt một số mặt bằng và cắm biển vùng cấm khu vực quân sự. Tháng 2 năm 2017, người dân thu dây, nhổ biển báo khu vực quân sự và đưa máy móc vào canh tác, dẫn đến việc giới chức huy động hàng trăm công an, cảnh sát, an ninh dân phòng, xe vòi rồng, xe cứu thương đến nơi. 15 tháng 4 năm 2017, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi chính người dân Đồng Tâm bị bắt giữ và khi được giới chức mời ra khu đất tranh chấp để làm việc và bị đưa về Hà Nội. Trong đó có ông Lê Đình Công và cụ Lê Đình Kình. Dân Đồng Tâm đáp trả bằng cách bắt giữ 38 cán bộ cảnh sát giam tại nhà văn hóa thôn trong 7 ngày. Ngày 24 tháng 4 năm 2017, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về Đồng Tâm đối thoại với bà con. Tại đây, ông Trung ký vào bản cam kết viết tay về việc sẽ làm rõ nguồn gốc khu đất sân bay Miếu Môn, đồng thời không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. Đổi lại, ông Trung được trả 38 người thuộc về cảnh sát cơ động đang bị giam giữ. 13 tháng 6 năm 2017, Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc người dân Đồng Tâm bắt giữ 38 người thi hành công vụ. Ông Lê Đình Kình sau đó nói với phóng viên BBC rằng ông Nguyễn Đức Trung phản bội ý kiến và danh dự của chính ông ấy. Tháng 7 năm 2017, Thanh tra Hà Nội công bố kết luận toàn bộ diện tích sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là đất quốc phòng. 2017 và 2019, ông Lê Đình Kình đại diện cho người dân xã Đồng Tâm nhiều lần gửi đơn lên Thanh tra Chính phủ đề nghị xem xét tính chính xác và kết luận của Thanh tra Hà Nội, khẳng định 59 hectare đất Đồng Xanh là đất nông nghiệp của Đồng Tâm từ bao đời nay, không phải đất quốc phòng. Mảnh này tiếp giáp với mảnh 47,36 hectare đã được giao cho Bộ Quốc phòng từ lâu như một phần của sân bay Miếu Môn. Theo người dân Đồng Tâm, các cán bộ địa phương đã lập lờ khi báo cáo về hai khu đất này khiến cho quyền hiểu nhầm khu 59 hectare cũng trùng với khu
khu vực này. Dân Đồng Tâm tổ chức các buổi họp truyền hình trực tiếp trên Facebook hàng tháng để thông báo diễn biến mới trong vụ tranh chấp đất đai với chính quyền. 26 tháng 3 năm 2018, quân đội cho đào hào quanh khu 47,63 hectare để phân định với khu đất nông nghiệp Đồng Xanh khiến cho người dân Đồng Tâm rất phấn khởi. Ông Lê Đình Công nói với phóng viên vào thời điểm đó rằng quân đội đã có chiều hướng ủng hộ người dân Đồng Tâm. Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Thanh tra Chính phủ khẳng định nội dung kết luận thanh tra đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức của Thanh tra Hà Nội là chính xác, khiến khơi lại tranh chấp vốn đã nóng bỏng giữa chính quyền với người dân nơi đây. Ông Lê Đình Công nói với BBC News tiếng Việt ở thời điểm đó rằng người dân Đồng Tâm sẵn sàng đổ máu để giữ đất đai đến giây phút cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nối tiếp ở Đồng Tâm cho quý vị và các bạn nếu như chúng tôi có được những nguồn tin đáng tin cậy và cho phép. Xin hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi. Mẹ bây giờ anh nói áp lên đấy, chúng nó vào đàn áp lên bắn súng tơi bời liễu đạn cây súng bắn đàn áp lên bà con đồng bào cả nước đấy vào bắn súng đàn áp nhân dân Đồng Tâm. Bà con này quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đây cháy cả cột điện này. Cái không phải dập ấy, chúng nó bắn hết xung quanh cả trong làng nhân dân Đồng Tâm. Áp dân đấy, chúng nó vào đàn áp dân bắn súng tơi bời liễu đạn cây súng bắn đàn áp dân báo cáo đồng bào cả nước đấy vào bắn súng đàn áp nhân dân Đồng Tâm. Bà con này quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đây cháy cả cột điện này. Cái không phải dập ấy, chúng nó bắn hết xung quanh cả trong làng nhân dân Đồng Tâm.